Nhiều chị em khi dùng nước hoa vùng kín đionel nhưng không biết cách dùng sao cho đúng cách để phát huy tác dụng và hiệu quả tốt nhất. Chính vì thế mà trong video này, shop bên mình sẽ hướng dẫn các bước sử dụng với dòng nước hoa vùng kín Dionel cho những bạn chưa biết cách sử dụng hiệu quả nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Để nước hoa vùng kín Dionell mang lại hiệu quả tốt nhất, chị em nên sử dụng sản phẩm theo quy trình các bước như sau. Đầu tiên, trước khi sử dụng sản phẩm cần vệ sinh vùng kín thật kỹ bằng nước sạch hoặc dung dịch vệ sinh chuyên dụng, sau đó lau khô. Nếu chị em dùng hàng ngày thì có thể nhỏ một đến hai giọt nước hoa vùng kín Dionell vào quần lót mỗi ngày dung dịch sẽ hút đi mùi khó chịu và tỏa ra hương dễ chịu một cách nhanh chóng. Còn nếu như chị em đang trong kỳ kinh nguyệt thì nên nhỏ một đến hai giọt vào băng vệ sinh, giúp khử mùi khó chịu và cân bằng độ pH lại cho cô bé. Ngoài ra, khi đi hẹn hò cùng người ấy, chị em cũng nên nhỏ một đến hai giọt lên quần lót, cổ tay, cổ, gáy. Mùi hương của xịt dịch lớp sẽ tạo cho bạn một bầu không khí lãng mạn, ngọt ngào hơn nhé. Nếu bạn chưa hiểu cách sử dụng nước hoa vùng kín Dionel đúng chuẩn để cho chăm sóc cô bé hiệu quả và an toàn thì hãy nhắn tin để nhân viên của shop tư vấn cho bạn hiểu hơn nhé. nước hoa vùng kín Dior Neo hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán nước hoa vùng kín Dior Neo hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.